Hi, xin chào anh em nghe. Bữa nay mình sẽ review với con xe này. Xe này là ẹt 2011 nha anh em. Xe này là chính chủ người mình đứng tên luôn. Xe này có cái giá hấp dẫn. Anh em nhìn xe nha. Đây là xe mình đang chuẩn bị ráp. Cái bô này là cái bô. Anh em coi cái bô này có 2010 nha. Cái gấp của 2010 luôn. Số vòi dầu ảnh tên lên mình đứng tên. Anh em về xe này anh em về ráp thêm đó. Giờ quá này mình chưa có thời gian ráp nha anh em, chưa có thời gian ráp. Về sẽ anh em về là có một hộ quý ráp thì ráp, mình đưa cho nguyên bộ áo ẹt 2010 luôn, đưa nguyên bộ áo ẹt 2010 luôn cho anh em. Cái bô 2010, cái gấp sau của 2010 phục của 2 phục luôn, má đùm luôn đó, bánh chỉ có sẵn, vỏ về vui. Anh em về ráp thêm nha đó, anh em nhìn đi, xe này mình bán giá là rất là rẻ luôn, rẻ cho anh em về dọn tiếp, giá 10 triệu, hẹt 10 triệu, giấy tờ xe chính chủ mình đứng tên. Nay là dịch Covid không có thời gian dọn, cho nên là chia lại cho anh em nào có điều kiện dọn thì dọn thêm, chỉ 10 triệu thôi, xe ngay chỗ mình đứng tên. Anh em tặng cho anh em nguyên quá quẹt 20 màu đỏ luôn, xe này màu đỏ đen luôn nha. Chiếc này là bình xăng, bình xăng của 2010 luôn nha anh em. Xe này chưa nổ máy, anh em muốn nổ máy nè, cái máy sạch sẽ, máy sạch sẽ. Máy này sạch sẽ lắm nha. Này ẹt 2011 nha anh em. Kích nước đẹp. Phuộc đẹp. Sườn là không có gãy, không một phò cả nha. Xe này đĩa heo dầu, heo dầu 2 piston rin. Xe này về cho anh em về dọn thêm nữa, giá chỉ có 10 triệu, quá rẻ luôn, quá rẻ cho chiếc đẹp ngay chỗ. Mình nói lại cho anh em là xe này không phải là xe bấy bá mà đôn độ gì nha. Xe này là xe là hồi xưa là máy rin luôn. Xe này mình tính dọn rồi răng màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đỏ đâu á, đựng chân nó tiệm cho đẹp, nên giờ không có thời gian nữa, dịch không có thời gian nữa, bây giờ mình để là cho anh em rẻ, chỉ 10 triệu thôi, chẳng ba nữa, đẹp. Không một một sườn, không một một sườn mới xanh nè. Máy thì mới xanh nè, cái này là đồ mua mới không à. Anh em nhìn cái dè này nè. Dè sao ẹt 2010 này mình mua mới rồi, ăn có sẵn là mua mới luôn á. Tại vỏ lâu quá dơ, cản sơn mới luôn à. Số đẹp. Giá chỉ có 10 triệu anh em. Giá xe này 10 triệu mà quá rẻ, quá rẻ cho một chiếc ẹt 10 triệu à. Nhắc lại là xe này là xe ẹt 2011, xe chính chủ nha, mình đứng tên nha, ẹt côn tay nha, ẹt côn tay. Anh em nhớ là vô
anh em nào chưa đăng ký kênh đó, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông chia sẻ cho anh em nào cần ủng hộ kênh mình nha. Chiếc này là bình xăng của 2010 luôn nha anh em. Xe này chưa nổ máy, anh em muốn nổ máy, nổ máy nè, có máy sạch sẽ, máy sạch sẽ. Máy này sạch sẽ lắm nha. Này ẹt 2011 nha anh em. Kích nước đẹp, phuộc đẹp, sườn là không có gãy, không một bọt hết nha. Xe này rẻ theo dầu, theo dầu 2 piston riêng. Xe này về cho anh em về dọn thêm nữa, giá chỉ có 10 triệu, quá rẻ luôn, quá rẻ cho chiếc đẹp ngay chủ. Anh em muốn thích xe này thì cộng lên nhắn tin ở dưới cho mình nha, gửi dưới bình luận á, rồi mình sẽ thông tin chi tiết cho anh em.